Và cái này nó có tác dụng, có sử dụng được làm cái gì nữa không thầy? Cái này hả? Cái này thì thấy những cái nhà y học dân tộc cổ truyền á. Dạ. Mà lại xin cái lá về họ làm thuốc. Phơi khô. À rồi mình xác cho mình phơi khô mình nấu nước rồi. Rồi mấy ông nói là gan nhiễm mỡ với là đốt ấy hết khói và trị viêm son gì đó. Dạ. Không biết có kết quả không mà không biết. Còn nói nó chất độc ngoài da cam thì có lúc thầy mới cắt, thầy lấy cái cọng của nó, cọng nó gai lắm. Dạ. Rồi thầy mới tước ra. Tước ra như tước bạc hà vậy đó, rồi mình sắc mình nấu chua ăn à, ngon lắm. Vậy là có ngon nên nó sớ ăn, ăn rất ngon. Mà nếu chất đậu da cam thì thầy nhiễm da cam chứ thầy. Ở đâu nhỏ lớn mà năm nay thầy 80 rồi mới ngon hơn bạc hà mình nữa. Mà dưới đó nó cũng có lỗ, có lỗ như cọng bông súng mình vậy. À là cắt ra nó cũng có lỗ trong cái cọng. Ừ, cái cọng mà phía ngoài là gai, mình tước gai bỏ. Mà cái này nó bảo vệ rất hay. Con nhìn thấy cái lá này không có con gì mà liếm được nó. Yeah. Gai nó bảo vệ luôn, thấy không? Rồi cái bông nó kìa, con dòm thấy kìa, không có chỗ nào mà trống mà cái con gì mà. Ủa, đó là cái bông đó. Ừ, cái bông nó đó. Ồ, cái bên là cái bông, cái bên đó nó là cái nó, rồi nó nở ra vậy đó ta. Dạ dạ. Nó ốp vậy nè, cho nên con gì có đó nó được. Con ốc con gì cũng không có liếm được. À. Bảo vệ. Nếu mà cái mùa này sắp lên là nó đẹp. Còn qua à, mùa sen cạn là theo cái mùa nước nổi nước lũ ở miền Tây của mình thì nó phát triển mạnh hơn. Qua mùa sen cạn thì nó cũng là nó khô, nó hơi nhỏ, lá lại. Nó nhỏ lại. Nhỏ lại, cái lá nó nhỏ. Có lúc ăn thua cái nước nào năm nào mà nó cạn nó kiệt khung thì cái lá nó nhỏ nhiều. Dạ. Nó tùy theo cái chu kỳ cái nước. Không có thì một bụi chỉ có bông vậy thôi. Dạ. À một bụi là chỉ có một bông duy nhất. Chứ không phải nhảy tùm lum sen đồng rồi. Ủa mà khi nó nổi cái búp lên như vậy á thì khoảng bao lâu nó mới nở thôi? Cái này hả? Dạ. Cái này là một ngày nay là chiều mai, 6 giờ chiều mai nó nở. À đúng 6 giờ chiều mai nó sẽ nở. Nó nở đúng giờ lắm. À đúng giờ luôn. Đổi màu cũng đúng giờ. Bây giờ cái loại sen này mình không cần đồng hồ, mình ra mình nhìn cái bông. À rồi mình biết rồi. Nó theo ánh nắng mặt trời á thầy.